Thưa quý vị, thời gian qua, số vụ việc, vụ án do người mắc bệnh tâm thần gây ra với các hành vi như là cố ý gây thương tích, gây rối loạn an ninh trật tự, đặc biệt là giết người, diễn biến hết sức phức tạp. Điều này cho thấy rõ ràng vẫn còn tồn tại những lỗ hổng bất cập trong điều trị, quản lý người bệnh tâm thần tại cộng đồng và địa phương. Ông Lưu ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau khi bị hàng xóm cầm dao tấn công liên tiếp, khiến ông gục ngã và phải đi cấp cứu. Trước đó, gia đình ông đã từng cảnh báo với người nhà đối tượng nhưng luôn bị phản đối. Chỉ đến khi vụ việc xảy ra, đối tượng lập tức được gia đình đưa đến bệnh viện tâm thần. Tôi cũng đi bình thường thôi. Thế thì khi đến cửa cái thì cái cháu Tâm nó cầm cái cưa nhưng mà có chuôi, nó bổ liên tục. Nghe thấy tiếng kêu ấy thì ông vẫn ngồi trên xe, thì bờ tôi có nhìn thấy cầm con dao, thì bờ ông ấy ôm cái đầu rồi chảy máu rồi, thì tôi bảo ông chạy đi, thì bờ mới chạy lên đằng trên này, thì bắt đầu là cô Tâm cô cũng đuổi theo. Hiện nay phần lớn người bệnh tâm thần được điều trị tại cộng đồng, nhưng nhiều người không được điều trị tích cực. Mặc dù năm 2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có ra dự thảo về quản lý bệnh nhân tâm thần tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhưng chưa được ban hành. Do đó, hiện nay không có quy định pháp luật nào về việc quản lý người tâm thần tại địa phương. Đây cũng là nỗi lo lớn của toàn xã hội. Chưa có những cái quy định cụ thể về việc quản lý bệnh nhân tâm thần tại địa phương. Đó là một trong những cái thiếu sót của pháp luật hiện nay, và tôi cho rằng là cần có ban hành những cái quy định về việc quản lý bệnh nhân tâm thần tại địa phương, và cần có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các cái cơ sở bảo trợ xã hội, những cái cơ sở y tế, và đặc biệt là phối hợp với cái người nhà của bệnh nhân tâm thần để có những cái biện pháp, kế hoạch để có thể là phối hợp vừa để phục hồi chức năng điều trị cho bệnh nhân tâm thần cũng như là giúp cho bệnh nhân tâm thần tái hòa nhập cộng đồng. Khi mà đối tượng mà ở bệnh viện về thì cũng mong muốn gia đình là sau này quản lý chặt, là phải thường xuyên cho cháu uống thuốc. Thì tôi cũng rất là mong muốn là gia đình và chính quyền là quản lý chặt, không quản lý chặt thì sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người xung quanh. Quản lý bệnh nhân tâm thần ngoài cộng đồng là một bài toán khó và rất cần sự vào cuộc, quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành cùng với gia đình người bệnh để giúp họ có thể hòa nhập cộng đồng, nhưng vẫn phải bảo đảm an ninh, an toàn. Việc tích hợp giấy phép lái xe vào VNEID được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích cho người dân và cơ quan quản lý. Thời gian qua, bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường tuyên truyền đến người tham gia giao thông tích hợp giấy phép lái xe trên ứng dụng VNEID. Chốt tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường 32 qua địa phận huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Khi kiểm tra giấy tờ có liên quan, vẫn còn không ít trường hợp chưa tích hợp giấy phép lái xe và một số giấy tờ có liên quan lên phần mềm VNEID. Trước đấy thì em có ra công an xã phường ở khu vực để làm, nhưng mà có lẽ là do một số lỗi như là chụp ảnh là không rõ, hoặc là có một số lỗi kỹ thuật dưới trong vấn đề mình làm, thì nó dẫn đến là bản lái xe của em nó vẫn chưa hợp lệ và chưa được cập nhật lên phần mềm. Thực tế trong quá trình triển khai, lực lượng cảnh sát giao thông cũng gặp những trở ngại khó khăn do nhiều người dân tuy đã được cài đặt ứng dụng VNEID nhưng lại quên mật khẩu, một số trường hợp không sử dụng mạng 3G, 4G. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông vừa tiến hành kiểm tra xử lý trên môi trường điện tử, vừa thực hiện bằng kiểm tra giấy tờ như trước đây. Đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động tích hợp các loại giấy tờ lên hệ thống để thuận lợi cho việc kiểm tra và giải quyết các thủ tục hành chính. Cái thứ nhất là anh phải nâng cái mức độ lên định danh mức độ 2. Và trong đó có các cái hướng dẫn thì chúng tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho lái xe là tích hợp các cái loại giấy tờ và cái cách xuất trình khi mà lực lượng chức năng kiểm tra xuất trình giấy tờ trên cái ứng dụng đó. Mặc dù có những khó khăn nhất định trong quá trình triển khai, nhưng việc kiểm tra thông qua ứng dụng VNEID được đánh giá nhanh chóng, thuận lợi đối với người tham gia giao thông và lực lượng cảnh sát giao thông. Đặc biệt, đối với người tham gia giao thông đã tích hợp giấy phép lái xe ô tô và mô tô, càng khiến việc theo dõi, kiểm tra nhanh chóng và thuận tiện. Việc tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều lần để lấy giấy phép lái xe khi đã hết thời hạn tước.